300 nó đang bị tình trạng là rung ra đầu hay là máy nó kêu. Ở đây là bê cái nồi nè, chặn nó bị chuột luôn. Nó đang bị rung nặng lắm nha, mình thử anh em coi. Quay để anh test thử coi, nó không có bốc nữa, nó bị lì lắm, kêu vô trong máy nữa. Quay trước khi làm cho anh em xem nha, xong rồi mình mở ra mình làm những gì mình sẽ quay cho anh em coi. Nó bị lâu chưa anh? Hả? Nó bị lâu chưa? Cũng lâu rồi. Nóng máy là kêu lớn đúng không? Đây đó, đây là nóng máy rồi đó. Rồi. Đây thì mình mở cái nồi ra, mình test cái nồi riêng trước khi làm cho anh em coi. Nó tiết kiệm xăng hơn nha. Đây chứ đắt 300 mẫu mới á, xe này mới chạy có mười mấy ngàn rồi. Cái cò nó nhìn nhìn kỹ nha, nó rơi lắm, nó rơi mà thấy rõ luôn. Canh cái này là phải có nước điện tử nè, để đo đồng tiền, nước lá để canh. Đây là đồng tiền, bây giờ mình sẽ canh xong rồi mình sẽ quay cho anh em xem cái nổ máy. Cái xe này có lập nổ hay luôn. Đây, sau khi mình canh đồng tiền đồ lại xong, mình quay cho anh em xem lại khác biệt nha. Nó có độ nhiệt chút xíu thôi, đừng cứng quá. Đó. Nó có độ nhiệt chút nữa. Nó có độ nhiệt nhẹ. Rồi xong bây giờ mình ráp vô, nổ máy, nhưng mình canh nồi rồi cho anh em coi. Im máy, im hơn xe zin luôn rồi. Bảo đảm với anh em luôn. Đây, sau khi mình canh máy xong thì mình đắp cái nồi vô, cái nồi làm cái bài lên mình đó, làm xong hết rồi. Rồi trước rồi sau, tu bố rồi xô.
sẽ lắp vô. Hai cái lọc gió DNA này nó giúp cái lượng gió nó nhiều hơn á, xe mình nó mạnh bốc luôn nha. Nên mình lắp vô mình test cho anh em xem thử không. Lắp vô đây bắt que vô em. Với 300 mi sau khi mình làm nồi thay lọc gió canh máy lại xong để mình test cái nó khác biệt cho anh em xem nha. Chạy như thế nào cho anh em coi luôn nha. Nóng nó vẫn vậy luôn, không có kêu. Nó nhiều đó là nhiều đó đó. Cái em nhu cầu liên hệ mình ha. Rồi, cảm ơn anh em xem clip nha. Ghê luôn. Không có còn kêu cái tiếng cạch 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 nữa. Tiếp tục lại là ngày hội radio với khách. Riêng